có một loại nước mắm thuần khiết Sinh ra để làm nên sự khác biệt Gói trọn tinh hoa của biển cả Đánh thức hương vị đậm đà thường hạn Đặc cấp Sang trọng Là món quà tình thân ý nghĩa Để luôn nhắc ta nhớ về cội Nước mắm hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với ba kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Melbourne, nước mắm hoàng gia đang được phân phối bởi công ty Oxford Foods và bán lẻ tại các siêu thị và nhà. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Tony Bùi 0481 177 996. Việt TV Australia xin trân trọng giới thiệu dịch vụ chứng hôn nhân đầu tiên của người Việt tại Úc từ năm 1984. Nếu quý vị có nhu cầu về chứng hôn nhân, xin liên lạc ông đoàn Việt Trung qua số 0400 466 848. Xin lưu ý, theo luật của Úc, nếu muốn ký hôn thú phải báo trước 1 tháng. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, khẩu chiến giữa cựu Thủ tướng Úc và cựu Chủ tịch Hạ viện tại Mỹ ngày càng gia tăng. Sau khi bà Nancy Pelosi gọi ông Keating là ngu dốt và lỗ bịch trong một buổi phỏng vấn truyền hình, trong khi đó, tại Úc, lãnh tụ đối lập Peter Dutton đã chỉ trích chính sách cấp visa dễ dàng mà chính phủ lao động Albanese đang áp dụng đối với những người Palestine trốn chạy khỏi cuộc chiến từ giải Gaza. Ngoài ra, thì sáng nay tại Quốc hội Canberra, Bộ trưởng đối lập về quan hệ nơi làm việc bà Michaelia Cash cũng đã xác nhận là liên đảng sẵn sàng giúp đảng lao động dọn dẹp mỡ hỗn độn do chính họ gây ra bằng cách giúp thông qua dự luật bổ nhiệm quản trị viên cho công đoàn xây dựng CFMEU. Trong lĩnh vực giáo dục, Phó Đại sứ Úc tại Việt Nam xác nhận thời gian xét duyệt một hồ sơ xin du học tại Úc trung bình sẽ mất đến 5 tháng, chứ không phải là một tháng như trước. Trong đời sống xã hội, hơn 50.000 xe Mazda đang được triệu hồi khẩn cấp vì lỗi kỹ thuật nghiêm trọng. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ Tư, ngày 14 tháng 8 năm 2024 của Đài Việt TV Australia. Đầu tiên là tin bang giao Úc, Mỹ. Hồ Tình đáp trả Nancy Pelosi sau khi bị gọi là ngu ngốc và lỗ bịch một trong những chính trị gia cao cấp nhất của Hoa Kỳ, cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã gọi cựu thủ tướng lao động Paul Keating là ngu ngốc và lỗ bịch mà từ ngữ nguyên văn là stupid and ridiculous vì những phát biểu gần đây của ông liên quan đến Đài Loan trong một cuộc phỏng vấn. Phát biểu trong chương trình 7 giờ 30 phút của đài ABC hồi tuần trước, ông Keating đã mô tả Đài Loan là bất động sản của Trung Quốc trong những phát biểu mà các quan chức Đài Loan gọi là không chính xác và gây hiểu lầm nguy hiểm Ngoài ra, ông Keating cũng đã mô tả Hoa Kỳ là một cường quốc hung hăng đang cố gắng giám sát cường quốc châu Á lớn nhất là Trung Quốc. Ông Keating lập luận rằng, thay vì liên minh với Hoa Kỳ, Úc tốt hơn nên để yên. Những lời phát biểu này đã được phóng viên lặp lại khi phỏng vấn bà Nancy Pelosi và bà Pelosi cho rằng những phát biểu này đã làm cho bà bị sốc. Ngoài ra, bà Pelosi còn nói thêm rằng đây là những lời phát biểu ngu ngốc và lỗ bịch. Bà Pelosi đã trở thành chính trị gia cao cấp nhất của Hoa Kỳ đến thăm Đài Loan trong nhiều thập kỷ khi bà bay đến hòn đảo này vào năm 2022. Khi đó, bà vẫn là chủ tịch Hạ viện, trở thành người thứ hai trong danh sách ứng cử tổng thống sau phó tổng thống Kamala Harris. Bà Pelosi cho biết sự đoàn kết của phương Tây với Đài Loan là cực kỳ quan trọng và nhấn mạnh rằng hòn đảo này nhận được sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng trong chính trường Hoa Kỳ về việc giành độc lập khỏi Trung Quốc. Sau khi phần phỏng vấn bà Pelosi được phát sóng, tại Úc ông Keating nói rằng, chuyến đi của bà Pelosi đến Đài Loan gần như đã đưa Hoa Kỳ và Trung Quốc vào một cuộc đối đầu quân sự. Ông Keating cho biết, Hoa Kỳ và Úc đều tuân thủ cái gọi là chính sách một Trung Quốc. Chính sách này công nhận Bắc Kinh là chính phủ hợp pháp của Trung Quốc. Các chính phủ phương Tây không chính thức công nhận Đài Loan là một quốc gia riêng biệt, mặc dù họ vẫn duy trì mối quan hệ ủng hộ nhưng ít chính thức hơn với các nhà lãnh đạo ở Đài Bắc. Kế đến là tin sinh hoạt chính trị. Dutton cho rằng những người chạy trốn khỏi Gaza không nên được cấp thị thực. Lãnh tụ đối lập Peter Dutton cho biết những người Palestine chạy trốn khỏi cuộc chiến tại Gaza không nên được cấp thị thực vào Úc, viện dẫn những lo ngại về an ninh quốc gia. Trong một cuộc phỏng vấn của Đài Sky News vào sáng hôm nay thứ tư, ông Dutton cho biết ông không hài lòng khi có đủ biện pháp sàng lọc để đảm bảo những người chạy trốn khỏi giải Gaza không liên quan đến các hoạt động khủng bố. Theo số liệu mới nhất có sẵn từ Bộ Nội vụ, chỉ hơn 2.000 thị thực đã được cấp cho những người có quốc tịch Palestine kể từ khi xảy ra cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào ngày 7 tháng 10 đến cuối năm 2023. Trong số này, hơn 1.300 người đã có visa đến Úc, mà đa số là trẻ em và phụ nữ, những người đã đến Úc bằng visa du lịch, sau đó nộp đơn xin visa tị nạn. Vào đầu tháng 8, Bộ trưởng Nội vụ mới Tony Burke cho biết, Chính phủ Albanese đang tìm giải pháp cho nhóm người này khi thị thực visa du lịch hết hạn, nhằm xác nhận rằng họ sẽ không bị gửi trở lại Gaza khi chiến tranh đang diễn ra. Thủ tướng Anthony Albanese cáo buộc ông Dutton đã kích động nhằm gây chia rẽ. Theo thủ tướng Albanese thì hầu hết các quyết định về cấp thị thực cho những người đến từ Palestine đều đã diễn ra sau khi chính phủ nhận được cố vấn từ giám đốc cơ quan tình báo quốc nội ông Mike Burgess. Tin giáo dục Thời gian cấp visa du học Úc lên tới 5 tháng. 90% hồ sơ xin visa du học Úc từ Việt Nam sẽ được xét duyệt trong vòng từ 3 đến 5 tháng, lâu hơn nhiều so với khoảng 4 tuần lễ trước đây do số hồ sơ tăng cao và chính sách xét duyệt khắt khe hơn. Thông tin do bà Renee Deschamps, Phó đại sứ Úc tại Việt Nam cung cấp. Lý do đầu tiên là số hồ sơ xin visa tăng cao khiến bộ phận xét duyệt bị quá tải. Mặc dù không tiết lộ cụ thể, song bà Deschamps ước tính số lượng đơn xin du học đã tăng khoảng 50% so với năm ngoái. Thứ hai là chính phủ Albanese đang chủ trương việc xét duyệt khắt khe hơn vì tập trung vào chất lượng hồ sơ, nhằm đảm bảo đó là những người có nhu cầu học thực sự, không phải sang để đi làm hay mục đích khác. Việc này cũng nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh quốc tế. Ngoài yêu cầu chứng minh tài chính, bộ phận xét duyệt còn kiểm tra thư mời, xem xét trường học, khóa học, hồ sơ học thuật và chứng chỉ ngoại ngữ của học sinh. Bà Des cho hay, hiện các trường đại học ở Úc đều có tài liệu hướng dẫn cụ thể cho học sinh quốc tế. Thông tin cần có trong hồ sơ xin visa cũng được Bộ Di trú nêu chi tiết trên website. Bên cạnh đó, bà cũng khuyến khích ứng viên kết nối với các du học sinh đang ở Úc để học hỏi kinh nghiệm. Theo thống kê của Bộ Giáo dục, thì tính đến hết tháng 4, số du học sinh Việt Nam ở Úc là hơn 37.000 người, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy 12.600 du học sinh Việt Nam được cấp thị thực trong vòng 10 tháng kể từ tháng 7 năm ngoái. Số này chiếm khoảng 78.7% số đăng ký là tỷ lệ thấp nhất trong 18 năm qua. Nhóm bị từ chối nhiều nhất là diện du học nghề và học tiếng Anh. Tỷ lệ đơn không được phê duyệt lần lượt là 46.8% và 48.4%, trong khi các năm trước đây đều chưa đến 40%. Úc Châu là một trong những điểm đến du học hấp dẫn nhất thế giới cùng với Mỹ và Canada. Học phí với sinh viên quốc tế phổ biến ở mức từ 24.000 đến 52.000 đô la một năm. Trước đó hồi năm 2022, chính phủ Úc đã đưa ra nhiều chính sách cởi mở nhằm thu hút lao động sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, làn sóng công nhân và sinh viên nước ngoài tràn vào đã tăng áp lực lên thị trường nhà ở. Úc Châu sau đó liên tiếp siết các quy định với du học sinh. Từ tháng 2, thời gian cho sinh viên quốc tế ở lại sau tốt nghiệp chỉ còn 2 đến 4 năm thay vì 4 đến 6 năm như trước. Vào tháng 3, yêu cầu tiếng Anh để nhập học tăng 0.5 điểm lên mức 6.0 và 6.5 IELTS. Ngoài ra du học sinh phải làm bài kiểm tra The Genuine Student nhằm đảm bảo thị thực được sử dụng cho mục đích học tập. Đơn xin thị thực lần 2 nhằm kéo dài thời gian lưu trú sẽ bị giám sát chặt hơn. Đến đầu tháng 5, chính phủ tăng mức chứng minh tài chính lên 29.710 đô la, tức là tăng hơn 20% và từ tháng 7, phí thị thực du học là 1.600 đô la, tăng hơn gấp đôi mức cũ. Tin pháp luật đời sống Một người đàn ông bị phạt tù vì nhầm lẫn số tiền hoàn lại hơn 10 triệu đô la. Một người đàn ông đã chi tiêu hoang phí hơn 6 triệu đô la được chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của mình đã bị bỏ tù 3 năm. Jatin Desai, 39 tuổi, vào tháng 5 năm 2021, đã gửi 100 đô la vào tài khoản của đối tác khi đó là The Vemangary Manival trên trang web tiền điện tử Crypto.com. Anh ta được thông báo rằng khoản đầu tư của mình sẽ được hoàn lại do có sự khác biệt trong tên tài khoản. Nhưng trong một lỗi kế toán nghiêm trọng mà thẩm phán tòa án mô tả là nhân viên thực hiện khoản hoàn lại đã nhập số tài khoản ngân hàng và ô tiền, chuyển hơn 10.4 triệu đô la vào tài khoản ngân hàng của Manival. Sau đó, Sai đã yêu cầu đối tác của mình chuyển số tiền mặt lớn từ tài khoản ngân hàng Commonwealth sang tài khoản ngân hàng chung của họ trước khi giao dịch có thể được đảo ngược. Vào thứ Ba, Sai đã bị kết án 3 năm tù vì hành vi trộm cắp 6 triệu đô la để chi tiêu hoang phí trong một loạt 160 giao dịch trong khoảng thời gian gần 10 tháng. Trong khi Manevo đã thực hiện hai lần chuyển tiền riêng biệt, trị giá 2 triệu đô la vào một tài khoản ngân hàng ở Malaysia. Khi nền tảng tiền điện tử nhận ra sai lầm, 7 tháng sau trong quá trình kiểm toán, nền tảng này và ngân hàng CBA đã cố gắng liên hệ với cặp đôi này để thu hồi tiền. Tuy nhiên, cả hai đã không xuất hiện và do đó CBA khẳng định rằng đây chính là một vụ lừa đảo. Sai đã bị bắt và bị buộc tội trộm cắp vào tháng 3 năm 2022 khi anh ta nói với cảnh sát trong một cuộc phỏng vấn rằng anh ta tin rằng số tiền đó đến từ việc trúng thường thứ gì đó trên trang web Crypto.com. Cho đến thời điểm này, Sai đã thủ án 361 ngày trong tù. Trong khi người còn lại là Manival cũng đã bị bỏ tù 209 ngày vào năm 2023, trong lúc cô đang cố gắng lên chuyến bay để bay đến Malaysia bằng vé một triệu. Cũng tin pháp luật đời sống Một phụ nữ bị buộc tội sau khi bé gái 10 tuổi bị giết tại Gold Coast. Cảnh sát đã buộc tội một người phụ nữ về tội giết người sau khi một bé gái 10 tuổi được tìm thấy đã chết trong một ngôi nhà ở Gold Coast các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến một căn nhà trên đường Central Place tại Emerald Lake vào khoảng 6 giờ chiều hôm qua thứ Ba, nơi đứa trẻ được tìm thấy đã bất tỉnh và được tuyên bố đã chết tại hiện trường với một vết cắt ở cổ họng. Hung thủ là một người phụ nữ 46 tuổi đã bị bắt giữ vài giờ sau đó. Theo cảnh sát thì hung thủ và nạn nhân có quen biết nhau. Thông tin về cái chết của cô bé này đã khiến cho trường Emmanuel College, nơi cô bé đang theo học lớp 5, cảm thấy bị sốc. Hiện, Ban giám hiệu trường Emmanuel College đã huy động các nhóm tư vấn và chăm sóc để cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các học sinh, cũng như nhân viên và phụ huynh khi họ phải đối mặt với tin tức đau buồn này. Người phụ nữ này sẽ hầu tòa sơ thẩm Southport vào hôm nay thứ tư. Cuối cùng là tin an toàn đời sống. Hơn 55.000 xe Mazda bị thu hồi. Hơn 55.000 xe Mazda đã bị thu hồi do trục trặc kỹ thuật có khả năng gây ra các vấn đề nghiêm trọng khi xe đang di chuyển trên đường. Đợt thu hồi ảnh hưởng đến 55.738 xe Mazda BT50TF 3 lít được bán từ năm 2020 đến năm 2024. Những lỗi kỹ thuật này có thể khiến cả tài xế lẫn hành khách trên xe có nguy cơ bị thương nặng hoặc thậm chí là tử vong. Ngoài ra cũng có nguy cơ cao gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác trên đường. Bất kỳ ai có xe bị ảnh hưởng được khuyến cáo liên hệ với đại lý Mazda gần nhất để được sửa chữa miễn phí. Bất kỳ ai cần thêm thông tin có thể liên hệ với Mazda theo số điện thoại 1800 034 411. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của VietTV Australia. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.